Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay, sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Tự hào thương hiệu quốc gia và phóng sự Việt Nam Expo 2015 hợp tác hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Vừa qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi tiếp ông Matthias Fell, Quốc vụ Khanh, phụ trách ngoại thương, xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng khẳng định đây là dịp để hai bên rà soát, đánh giá và tìm phương hướng để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới. Theo đó, thì hai bên cần đẩy nhanh thực hiện triển khai những dự án hợp tác đã trao đổi và ký kết, như dự án vệ tinh nhỏ Việt Nam quan sát tài nguyên thiên nhiên môi trường và thiên tai, tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội, dự án hợp tác giữa Tập đoàn Năng lượng GDF Suez và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, các hợp đồng mua bán máy bay thương mại, mở trung tâm bảo dưỡng sửa chữa máy bay, v.v. Theo ông Matthias Fels, Quốc vụ Khanh Pháp phụ trách ngoại thương, xúc tiến du lịch và người Pháp ở nước ngoài cho biết, trên nền tảng hai nước Pháp và Việt Nam có mối quan hệ với bề dày lịch sử, và năm 2013 hai nước chính thức nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược. Vì vậy, trong thời gian tới, hai nước cần thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong các lĩnh vực như là hàng không, cung ứng vệ tinh năng lượng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng. Mới đây, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn trợ lý nghị sĩ Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trong bối cảnh Hiệp định TPP được ký kết, thảo luận về những vấn đề liên quan tới phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại, chính sách đầu tư và đặc biệt là vấn đề về nguồn nhân lực của Việt Nam, việc thực thi chính sách, công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ để bảo hộ doanh nghiệp, v.v. Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng và các doanh nghiệp nước ngoài nói chung đầu tư hợp tác tại Việt Nam, đồng thời cũng hy vọng rằng với tư cách là trợ lý tư vấn của các nghị sĩ Hoa Kỳ, đoàn công tác sẽ có sự hỗ trợ tích cực trong việc ủng hộ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại giữa hai nước. Vừa qua, Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã cho biết tiếp tục đà hồi phục sản xuất công nghiệp từ cuối năm 2014. Những tháng đầu năm 2015, sản xuất công nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực. Ước tính quý 1 năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,1%, cao hơn nhiều so với mức tăng 5,3% của cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 35,67 tỷ đô la Mỹ. Về nhập khẩu, tính chung 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 37,49 tỷ đô la Mỹ. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về các vấn đề hiện còn đang tồn tại như là sản xuất nông sản, phát triển công nghiệp hỗ trợ, hội nhập kinh tế quốc tế, tái cơ cấu ngành công thương, v.v. Lý giải những câu hỏi cũng như là băn khoăn của các đại biểu tham gia đoàn làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh cảm ơn và đề cao những ý kiến đóng góp và gợi ý của các đại biểu trong đoàn làm việc để Bộ Công Thương có thể làm tốt hơn nữa trong công tác điều hành, hoàn thành những mục tiêu của ngành công thương đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia đã được tiến hành từ nhiều năm nay. Chính phủ hết sức quan tâm trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia nhằm xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương mại, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Trong bối cảnh nền kinh tế còn không ít khó khăn, thì việc đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không chỉ đã kinh doanh thành công, mà còn đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của danh hiệu do một hội đồng có uy tín bình chọn. Ngược lại, danh hiệu cũng là sự động viên khích lệ, là sự đảm bảo về chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, đồng thời góp phần tạo tiền đề cho doanh nghiệp vươn lên mạnh mẽ trong phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như phát triển thương hiệu của mình. 4 lần nhận được cái thương hiệu này thì đó cũng là một cái thách thức rất lớn đối với cái doanh nghiệp, càng phải tiếp tục giữ vững cái uy tín của mình, giữ vững cái thương hiệu của Việt Nam của mình. Trong sắp tới thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới cái sản phẩm mình, đa dạng hóa các cái chủng loại sản phẩm để phục vụ cho cái người tiêu dùng trong nước. Rồi trong cái định hướng sắp tới hoạt động công ty thì công ty được phát triển cũng tiếp tục nhận được nhiều cái sự góp ý, nhiều cái sự đóng góp ý kiến của người tiêu dùng cũng như các cái doanh nghiệp trong nước
để các cái doanh nghiệp đạt được cái thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục được phát triển. Công ty Pitis với một hệ thống phân phối sản phẩm trải dài từ Bắc vào Nam với 7 chi nhánh, 70 cửa hàng tiếp thị và hơn 1.500 trung gian phân phối, tạo công ăn việc làm cho hơn 8.000 người lao động trên toàn hệ thống, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Việc đạt thương hiệu quốc gia đã góp phần không nhỏ trong việc kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Sau gần 40 năm phát triển, công ty cổ phần nhựa Bình Minh đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện và phát triển sản phẩm, nhanh chóng giành được vị trí dẫn đầu của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Nhựa Bình Minh được người tiêu dùng đánh giá cao bởi chất lượng, mẫu mã và sự đa dạng của sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Với hơn 1.000 nhà phân phối bao phủ các vùng kinh tế lớn của ba miền trên toàn quốc, doanh nghiệp đã trở thành nhà cung ứng vật liệu nhựa hàng đầu hiện nay, đi đầu trong việc đổi mới và tăng trưởng bền vững bất chấp những khó khăn của khủng hoảng kinh tế. Bình Minh lần thứ tư liên tiếp được nhận thương hiệu quốc gia, thì đó là niềm tự hào chung cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Trong thời gian tới, khi nhà máy thứ tư của chúng tôi đã hoàn thành, Bình Minh sẽ tiếp tục là một đơn vị hàng đầu của ngành ống nhựa Việt Nam và cung cấp ra thị trường những sản phẩm hoàn toàn có thể thay thế cho hàng nhập khẩu, giúp quốc gia chúng ta tiết giảm ngoại tệ, đồng thời cung cấp những công trình có chất lượng để ngành ống nhựa tiếp tục thống lĩnh thị trường Việt Nam. Là một trong 63 thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2014, Viglacera là công ty đã có những bước tiến táo bạo trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và kinh doanh bất động sản. Đơn vị này cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong hưởng ứng các dự án nhà xã hội giúp cho người thu nhập thấp có cơ hội được mua nhà tại thủ đô. Được trao danh hiệu thương hiệu sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia là một lợi thế lớn trong quảng bá hình ảnh của các đơn vị. Chúng tôi rất là vinh dự lần thứ hai Viglacera đạt cái thương hiệu quốc gia, giúp Viglacera chúng tôi như vậy là phát triển hình ảnh của mình rộng khắp cho không những là người tiêu dùng trong nước và ra cả các cái khách hàng trên thế giới. Vì hiện nay thì Viglacera xuất khẩu ở nước ngoài là có tới 41 nước. Thông qua cái chương trình thương hiệu quốc gia thì chúng tôi có thêm các cái cơ hội để quảng bá và khẳng định với người tiêu dùng trong và ngoài nước về cái sản phẩm, chất lượng cũng như dịch vụ của Viglacera. Qua 4 lần trao giải, các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được để không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng và cải thiện được vị thế trên thị trường. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu cũng như là Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia vẫn tăng trưởng và phát triển bền vững. Việc xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với giá trị chất lượng đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong sẽ góp phần tăng thêm uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn cho đất nước và con người Việt Nam, góp phần khuyến khích du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 25, Việt Nam Expo 2015 do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo tổ chức với chủ đề hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN AFC. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của ngành công thương Việt Nam, góp phần đưa ASEAN chuyển sang bước phát triển mới trong nỗ lực xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN AEC vào cuối năm 2015. Với chủ đề hợp tác hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 25 Việt Nam Expo 2015 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Việt Nam Expo 2015 được đánh giá là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa quan trọng của ngành công thương Việt Nam, góp phần không nhỏ vào chuỗi các chương trình hợp tác xúc tiến thương mại xuất khẩu và thu hút đầu tư tại Việt Nam. Hội chợ Expo lần này cũng là một dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với cả thị trường, tiếp cận với các mặt hàng của các nước ASEAN tham dự hội chợ, và cũng là bước đầu để chúng ta thử cái năng lực cạnh tranh của mình, và cũng sẽ phải hướng tới cái việc nâng cao năng lực cạnh tranh đó khi chúng ta gia nhập cái cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015 này. Chúng tôi đánh giá rằng với các hội chợ triển lãm mang tính chất quốc tế như thế này thì các đoàn khách kinh doanh mặc dù không tham gia trưng bày sản phẩm nhưng họ mang đến những cái cơ hội và thể hiện cái sự quan tâm rất là rõ nét về cơ hội đầu tư cũng như kinh doanh tại Việt Nam. Và do vậy thì có rất nhiều nước từ châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ tham gia rất tích cực. Việt Nam Expo 2015 đã thu hút 600 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đăng ký tham gia hội chợ với 720 gian hàng.
với sự tham gia của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 7 gian hàng quốc gia của các nước như Algeria, Cuba, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Nepal, Trung Quốc và Việt Nam, đã chứng tỏ hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại lớn được quốc tế quan tâm. Theo tôi, Việt Nam Expo đã thực hiện chức năng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực nói chung. Việc Việt Nam và Cộng hòa Séc nói riêng, thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc tổ chức và tham gia các hoạt động trong hội chợ lần này. Hội hữu nghị Việt Nam và Séc là một trong 99 tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tập hợp 2.000 hội viên và có rất nhiều doanh nghiệp trực thuộc hội đã tham gia hội chợ và tìm kiếm được đối tác kinh doanh, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc. Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản của Việt Nam nhiều lần tham dự Expo đã có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước như Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Công ty Lương thực An Giang, Tiền Giang, Bích Chi v.v. với các mặt hàng truyền thống là gạo, ngô và các sản phẩm từ nông sản. Trong đó điển hình là bánh phồng tôm thương hiệu Sadec năm 2014 đã xuất khẩu 10.000 tấn và dự kiến năm 2015 sẽ tăng gấp đôi để phục vụ xuất khẩu vào thị trường nội địa. Công ty thực phẩm Bình Chi chúng tôi năm 2014 là cái năm mà chúng tôi có tăng trưởng vượt bậc về các xuất khẩu. Việc mà đi tìm kiếm các thị trường truyền thống ví dụ như là các nước Đông Nam Á, các nước ở Tây Âu thì năm 2014 chúng tôi đã mở thông thêm được thị trường ở Trung Á và Bắc Châu, Châu Phi. Và chính chúng tôi mở thêm hai thị trường này làm cho cái sức hút của hàng hóa tăng lên. Và khi chúng tôi đã tạo được cái thị trường rồi thì chúng tôi tạo được cái việc làm cho người lao động. Cũng thông qua cái chương trình này thì công ty cũng muốn là để, thứ nhất là để giới thiệu về cái sản phẩm của công ty để cho nhiều người biết đến hơn. Và cũng mong muốn rằng để các cái nhà mà phân phối hoặc công ty mà có cái nhu cầu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài thì mình cũng muốn để liên hệ để mà hợp tác. Nét mới của hội chợ năm nay có khu gian hàng giới thiệu cổng thông tin thương mại điện tử buyvietnam.com.vn, trang thông tin điện tử với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ đến các đối tác, khách hàng tiềm năng trong khu vực cũng như quốc tế. Bên cạnh đó, khu gian hàng đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam tập trung vào giới thiệu các khu công nghiệp tiêu biểu của một số tỉnh, thành phố. Đặc biệt năm nay, khu gian hàng hỗ trợ thiết kế phát triển sản phẩm Việt Nam Hàn Quốc thiết kế theo không gian mở đã làm nên điểm nhấn trong hội chợ lần này. Các doanh nghiệp tham gia khu gian hàng này đều được tư vấn thiết kế và trưng bày sản phẩm hướng tới việc nâng cao sức cạnh tranh đối với sự hợp tác giữa Viện Xúc Tiến Thiết kế Hàn Quốc. Chúng tôi rất là coi trọng các cái sự kiện được tham gia những hội chợ quốc tế như thế này, bởi vì là chúng tôi năm nay là tham gia lần thứ hai, thì năm ngoái chúng tôi cũng đã gặp được rất là nhiều đối tác trong nước và nước ngoài, mọi người đánh giá cao sản phẩm của chúng tôi, đánh giá cao và ghi nhận được những cái đóng góp về độc đáo của chúng tôi trong ngành chăn ga của Việt Nam. Đây là lần thứ hai chúng tôi tham dự hội chợ triển lãm Việt Nam Expo, và mỗi lần các cái nhà thiết kế Hàn Quốc thiết kế cái gian hàng như thế này thì các cái đối tác ở Việt Nam đã giúp chúng tôi hiện thực hóa cái ý tưởng thiết kế của chúng tôi. Có thể nói, Việt Nam Expo 2015 là sự kiện xúc tiến thương mại, là điểm hội tụ lớn của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế thương mại Việt Nam và quốc tế. Thông qua Việt Nam Expo đã tìm thấy những cơ hội, tiềm năng trong phát triển thị trường xuất khẩu và giao lưu thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác kinh tế.